mình đây, mình bên IT Shop ha. À, cũng khá là lâu rồi mình không lên những cái video clip về những cái dòng LG ha. Thì bữa nay cũng gần tới là Tết ta của mình, là Tết truyền thống của ông bà mình, thì gần đây thì mình sẽ lên cho mấy bạn và mấy anh chị cô chú xem cái dòng tầm trung của LG ha. Bữa nay mình lên một cặp dòng tầm trung của LG. Đây là con tầm trung được ra mắt cùng thời với lại con LG Velvet và con LG V60 Thinh Quy ha. Thì đây là bộ tầm trung được có tên gọi ra mắt chính thức của nó là LG V92 5G ha. Thì bữa nay mình sẽ làm rõ cái dòng này trong cái video này cho mấy bạn coi tìm hiểu về cái dòng tầm trung của LG ha. Vì dòng tầm trung của LG thì không có bán chính hãng ở thị trường Việt Nam nước mình, cho nên nó rất là ít người biết ha, và biết tới cái sản phẩm tầm trung của LG. Thứ nhất, cái thứ hai á, là nó ít marketing, LG nó cũng ít marketing cho những cái thị trường như là Hàn Quốc hoặc là Mỹ ha. Thì những cái thị trường đó là những thị trường chủ lực của LG, thì nó cũng ít marketing hoặc là ít nhiều người biết tới ha. Thì cái dòng này là LG V92 5G. Thì con này á, thì bữa nay mình lên một cặp máy 99 còn cả siêu viền nha mấy bạn. Còn cả siêu viền ha, trên sườn luôn, tức là gần như là hàng mới 100% luôn nha, và chưa qua sử dụng. Đây, để cho mấy bạn coi. Đây, nó còn cả siêu viền ha. Thì mỗi con đều có số dán một cái tem email trên đây, cái tem QC kiểm định chất lượng của LG khi xuất xưởng ha. Thì cái date xuất xưởng của nó là tháng 9 2020 ha, ngày nó sản xuất ra. Thì cái con này nó ra mắt cũng gần được, coi như tính năm 2023 cũng gần được 3 năm rồi. Gần được 3 năm rồi ha mấy bạn. Ha, và ở đây là mình sẽ đi vào chi tiết của dòng này hơn cho các bạn xem ha. Thì cái đây là một cái thiết kế mà LG công bố, là một cái dòng mà khi mấy bạn nhìn vô thì sẽ nhìn nó là giống như một cái dòng giá rẻ trung cấp ha. Nó không có được đẹp mắt cho lắm về cái thiết kế ha. Nhưng mà LG thì nó sẽ cân đối về cái giá tiền và cái cấu hình và cái tính năng mà nó sẽ mang lại cho cái dòng sản phẩm này. Thì đây là con LG V92 5G, máy có thiết kế cũng khá là thực dụng, nó không có quá đẹp mà nó cũng không quá xấu ha. Thì cái khung sườn của nó thì được gia cố làm bằng nhựa nha mấy bạn. Đây là khung sườn nhựa, nhưng mà được cái là cái mặt lưng của nó là mặt lưng kính ha. Thì bữa nay mình có một cây là cái màu đỏ và một cây là màu xanh đen nha mấy bạn. Thì hai cái màu này thì nó cũng gần như tương đương với dòng LG Velvet ha. Hai cái màu này LG nó làm gần như là gần giống với LG Velvet về thiết kế. Thì bữa nay mình tới với bạn là một thiết kế rất đơn giản. Máy thì cũng khá là vuông vức ha, nó không có bo quá, nó cũng không bo cong mấy. Và cái viền màn hình của nó thì cũng khá là dày, thì do là dòng tầm trung giá rẻ của LG. Nhưng mà dòng này thì nó sẽ hỗ trợ được 5G, và mấy bạn sẽ có được một bộ vi xử lý gần như là trung cấp, tương đương với LG Velvet, đó là con Snapdragon 765G, đi kèm với nó là dung lượng RAM là 6GB và dung lượng bộ nhớ trong là 128GB ha. Thì đây là mình cho mấy bạn xem. Và thiết kế con này thì ngay khung sườn nó sẽ tích hợp cái nút cảm biến vân tay trên cái nút sườn ha, nó cũng giống na ná như những con Sony nha mấy bạn, y chang những con Sony ha, nó không tích hợp trên cái màn hình giống như những con LG Velvet. Và nó cũng có một cái camera nút ruồi ha, nhìn nó cũng không quá là cao cấp ha. Về cái cách mà LG nó hoàn thiện cái nút ruồi của con V92 này, thì khi người khác nhìn vô thì nó cũng coi như một cái điện thoại giống như của Xiaomi hoặc là những cái dòng như Realme này nọ ha, những thương hiệu đến từ Trung Quốc nha mấy bạn. Dưới cạnh đây thì mình sẽ có khung sườn nè, mình có nút bên đây là cái nút cảm biến vân tay, còn bên đây thì mình sẽ có là nút tăng giảm âm lượng và nút Google Assistant nha, cái nút nhà gọi Google nha mấy bạn ha. Khi mấy bạn gọi Google đó thì nó sẽ lên cái nút cảm biến vân tay này, nó tích hợp luôn nút nguồn nha mấy bạn, bấm nó rất là tiện. Và khi vân tay mình chạm ở đây á thì nó sẽ tiện lợi hơn. Nếu bạn nào không thích cái sử dụng cái cảm biến vân tay trên màn giống như con LG Velvet hoặc là con LG V60 ha, ở dưới cạnh dưới thì mình có jack 3.5 ha. LG giữ lại cái jack này thì nó cũng khá là tốt nè. Cái jack này khi mấy bạn sử dụng những cái tai nghe chất lượng cao thì vẫn ok, đảm bảo nha. Ở đây thì mình có mic thoại và loa, và đây là cái cổng tai si ha. Vì cái khung sườn này thì nó gia cố là bằng nhựa nha, cho nên mấy bạn cầm thì cái trọng lượng nó cũng khá là nhẹ, nó chỉ có 193g thôi. Và cái máy này nó cũng tương đối là mỏng nha mấy bạn, chỉ 8.5mm thôi mấy bạn, 8.5mm tương đối là mỏng. Đây cho mấy bạn coi ha. Mình sẽ cố gắng quay chậm vì anh chị có góp ý cho mình là máy mình nên không được lia tay quá nhanh ha. Thì mình cho mấy bạn coi về
Tuy là có kết quả hàng đầu. LG V92 5G ha. Thì con phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc nha các bạn. Nó hỗ trợ một SIM, một thẻ nhớ. Và tiếp theo thì mình sẽ đi tới phần màn hình nha các bạn. Màn hình của con này là nó không hỗ trợ công nghệ OLED ha, và nó hỗ trợ công nghệ IPS LCD của LG, là do màn hình do LG sản xuất luôn. Cho nên nó cái tấm nền này thì mấy bạn yên tâm về cái độ rõ nét trong tầm giá tiền của nó. Cái phông chữ nó sẽ không có bị bể nha các bạn. Và cái chất lượng hiển thị màu sắc của nó cũng là rất cũng khá là tốt nha các bạn. Cũng tốt, nó không phải là quá rẻ tiền ha. Các bạn chuyển qua tự nhiên nè, hoặc là nó sẽ có những cái chế độ màu như rực rỡ và tự nhiên cho mấy bạn chọn ha. Nó cũng giống như những dòng Velvet hay là V60 thôi. Thì cái màn LCD này có cái kích thước là 6,67 inch, độ phân giải là Full HD nha cho mấy bạn. Và cái phông chữ, cái test thì nó sẽ không bao giờ nó bị vỡ ha. Nhìn cái màn hình do LG nó sản xuất thì mấy bạn sẽ thấy nó rất là cân bằng, nó không quá tệ hoặc nó cũng không quá là dở về cái chất lượng hiển thị. Cho nên nó sẽ đem lại cho mấy bạn một cái trải nghiệm cũng trọn vẹn ha. Với cái hình, với cái camera nút ruồi này thì nó sẽ không chiếm quá nhiều cái diện tích hiển thị cho mấy bạn luôn. Mấy bạn yên tâm về cái phần hiển thị của cái dòng máy này. Cái màn này 6.67 inch thì mấy bạn có thể thừa sức để giải trí nè, hoặc là để học tập, hoặc là mấy bạn chơi game này nọ thì nó vẫn ok, đáp ứng tốt trên cái màn hình này. Thì cái tần số quét của nó là tầm 60Hz ha. Nhưng mà do LG nó tối ưu cái giao diện không được ngon cho lắm, cho nên nhiều khi mấy bạn muốn cần mà mượt hơn chút xíu á thì mấy bạn tải những cái giao diện trên xe play về như Nova Launcher hay là những cái launcher khác của cái hãng sản xuất khác ha, nó sẽ tối ưu hơn về cái tốc độ sử dụng của cái dòng máy này hơn. Thì hai con này nó đều chạy Android, mới nhất là Android 13 nha các bạn, Android 12 chứ, mình xin lỗi, sắp tới nó sẽ được lên Android 13 mới nhất ha. Và dung lượng RAM là 6GB và dung lượng bộ nhớ trong là 128GB, có thể cắm thẻ nhớ cho mấy bạn nên cũng khá là tiện lợi cho mấy bạn khi mấy bạn có nhu cầu lưu trữ ha. Đó, đây là cái thiết kế máy ha, nó tầm trung. Thì cái giá máy bên mình á thì nó cũng rất là rẻ thôi. Con này thì mình bán hiện tại là 2.8 triệu, kèm sạc cáp zin dán ốp luôn cho mấy bạn luôn, và bảo hành cho mấy bạn là 3 tháng nha. Cho mấy bạn là 3 tháng cho mấy bạn yên tâm mà xài ha. Đây là phiên bản màu đen, mình quay cho mấy bạn coi ha, màu đen xanh đen. Đó, một cái thiết kế tầm trung của LG. Thì cái dòng Wii của LG, những cái dòng tầm trung á thì nó cũng na ná tương đối như cái dòng A hoặc là dòng M của Samsung vậy nha mấy bạn. À, nó na ná với nhau. Cho nên cái thiết kế thì nó cũng chung chung và nó không có gì mà nổi bật trên một cái dòng thiết kế giá rẻ này. Vì LG nó đã tích hợp những cái tính năng vào cái dòng điện thoại này như bộ vi xử lý dòng 7 nè. Rồi cái màn hình nó cũng rất là nét nè, không có tệ nè. Màn hình nó cũng trong nha. Nó cũng có độ nổi khói nhất định nha các bạn. Màn rất rất trong, nó không có bị ám vàng. Và màn LCD thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là lưu ảnh nha các bạn. Tránh được tình trạng lưu ảnh. Đó, thì với cái dung lượng pin của con này thì 4000 mAh thì mấy bạn có thể xài được cả ngày, có thể là lên tới 1.5 ngày nha nếu mấy bạn không chơi tới game. Đó, thì về nghe gọi này nọ, mỗi tính năng thì đều là tuyệt vời, nó như con LG Velvet thôi. À, về phần camera, bữa nay mình nói tới phần camera của dòng này ha. Thì về con camera con này thì nó độ phân giải là 48 chấm, sử dụng chung cảm biến với LG Velvet nha. Và camera góc rộng là 12 megapixel. Đó, hỗ trợ f góc rộng là f1.9 nè. Một camera macro là 5 megapixel và một camera chụp độ sâu tường ảnh là 2 megapixel ha. Thì nó tổng cộng có 4 camera ở dưới này, giống như những dòng tầm trung của Samsung vậy đó. Và cái cách thiết kế camera này, nó hai camera chính này nó hơi lòi nha các bạn, cho nên mấy bạn sử dụng ốp thì nó sẽ tránh bị chày cái viền camera xung quanh sau cái thời gian sử dụng ha. Đây thì nó tích hợp cái đèn flash nha các bạn. Cái tiếp theo là camera trước, nó hỗ trợ độ phân giải 32 megapixel và có tự động lấy nét và quay Full HD luôn cho mấy bạn luôn. Và khi mà mấy bạn sử dụng cái dòng này á, về cái dòng tầm trung của LG này á, nó là cái dòng cao nhất của dòng Wii của LG rồi ha. Nó có những dòng như là Wii 9 nè, Wii 6 nè, Wii 61 hay những dòng Wii 50 mấy á, thì nó chỉ bán cho những cái thị trường nước ngoài thôi, cho nên dân của mình á thì nó sẽ không biết được là LG nó có bán những cái dòng giá rẻ này ha. Và cái chất lượng của nó thì rất là đảm bảo cho mấy bạn. Bởi vì LG khi mà nó đã sản xuất ra một cái sản phẩm giá rẻ thì nó sẽ cắt giảm về thiết kế, nhưng mà nó sẽ bù lại cho mấy bạn những cái thông số và những cái tính năng nó sẽ tốt hơn so với những cái dòng trong cái tầm giá ha. Thì giá bên mình đang bán là 2.8 triệu, thì mấy bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ mình, số điện thoại là 0969669609 nha mấy bạn. Bên mình ở bên quận 5 ha. Và cái máy này rất là phù hợp cho bạn nào chạy những dịch vụ công nghệ như Grab, Uber
hay là những dịch vụ như GoJet, Go hay là Shopee Food này nọ, nó sẽ mang cho các bạn một cái lượng pin, thời lượng pin đảm bảo, và nó sẽ không có gây có hiện tượng burn-in màn hình như những cái dòng OLED của LG. Thì cái chất lượng của dòng máy này mấy bạn yên tâm, nó sẽ được cập nhật lâu dài ha. Hiện tại nó là 12 rồi, thì sắp tới nó sẽ lên 13, Android 13 mới nhất ha. Thì mấy bạn nào có nhu cầu mà xem phim thì nó vẫn hỗ trợ DRML1 cho mấy bạn luôn. DRML1 thì đó là một cái chứng chỉ Google, cái chứng chỉ bảo mật mã hóa của Google khi mấy bạn sử dụng những cái dịch vụ như Netflix nè, Spotify, Amazon Prime hay là Disney Plus ha, nó vẫn đáp ứng tốt trên cái con này. Và cái màn hình con này vẫn hỗ trợ HDR nha mấy bạn, vẫn hỗ trợ HDR khi mấy bạn coi YouTube ha. Đó, rất tiếc, máy rất là đẹp. Ở đây nó có cái shield nè, cái shield luôn cho mấy bạn thao, là gần như là hàng mới nha, và máy chưa sạc lần nào nha mấy bạn, máy chưa sạc lần nào. Đó, cho mấy bạn an tâm sử dụng. Đó. Thì con này nó vẫn hỗ trợ voice overlay cho mấy bạn luôn, nếu mà mấy bạn có xài sim Viettel hoặc là Vina ha. Và cái con này thì nó hỗ trợ là hai lo ha, lo kép, cho nên cái vấn đề giải trí nó sẽ rất là ổn ha. Nó lo y chang như là con VWS và con B60 luôn nha mấy bạn, lo rất lớn. Nó có hỗ trợ âm thanh 3D phương tiện, mà các bạn gắn tai nghe hoặc là nghe loa ngoài ha. Thì những cái tính năng này nó cũng y chang như những dòng khác thôi, thì mình cũng không nói gì nhiều về cái dòng LG này. Thì đó là cái dòng tầm trung ha. Đó. Cái chất lượng gia công cũng rất là tốt ha, những cái nút bấm cũng khá là nảy, không có hiện tượng ập ẹp ha, mặc dù sườn nó là sườn nhựa nha các bạn, và cái lưng nó là lưng kính ha, nó cắt giảm cái chi phí sản xuất của nó. Nhìn thì nó sẽ không đẹp đâu, nó sẽ không đẹp mắt với một số người đâu, nhưng mà nó hướng tới cái sự độ sử dụng, nó hướng tới những cái thực dụng của nó, và nó hướng tới cái độ dung lượng pin lâu dài ha. Thì LG nó đã tính toán hết để khi ra cái dòng sản phẩm này rồi. Ok, clip nó cũng quá dài rồi, mình xin cảm ơn các bạn nhiều, và chúc các bạn một ngày thật là vui, và mình mong rằng sau khi ăn Tết xong thì kinh tế nó sẽ ổn định trở lại ha, thì mọi người sẽ có công ăn việc làm tốt hơn, và sẽ chú ý tới cái shop mình hơn. Mặc dù shop mình nó nhỏ lắm, nó chỉ có 60 người theo dõi thôi, nhưng mà mình xin cảm ơn cô chú, con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã cố gắng coi những cái clip khá dài của con ha. Rồi, ok, mình xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ ha. Chơi riêng, quỳ